À, xin chào anh chị, chào mừng anh chị trở lại với Talk Chứng khoán trong buổi tổng hợp thị trường ngày 28 tháng 9 và nhận định thị trường và các cổ phiếu ngày 29 tháng 9 năm 2021. À, thì trước khi đi vào cái nội dung chi tiết thì cũng rất mong anh chị dành một chút thời gian để like video và share video đến với những người quan tâm chứng khoán. À, thì đi vào đánh giá cái thị trường ngày hôm nay thì anh chị có thể thấy là ngày hôm qua là một cái phiên mà có cái sự rũ bỏ bán ra khá là mạnh, và hôm qua mình cũng có cái nhận định, cái quan điểm rằng là thị trường đang trong một cái xu hướng sideways và có cái rủi ro phá vỡ cái kênh sideways, đúng không ạ? Thì tuy nhiên hôm nay thì anh chị thấy là vẫn tiếp theo những cái nhận định đó nhé. Thì mình nhận định là thị trường vẫn trong một cái xu hướng sideways, tuy nhiên là vẫn có sự rủi ro nhé. Thì vẫn cơ bản là trung lập thôi, kể cả phiên ngày hôm qua hay phiên ngày hôm nay thì đối với mình về thị trường thì chưa có gì được quá xấu và chúng ta cần phải thận trọng. Và nếu cái việc mà bị rũ bỏ là chính là những cái cổ phiếu của chúng ta rũ bỏ anh chị nhé, thì các anh chị có thể thấy là cái phiên ngày hôm nay ấy, là một phiên mà mua vào rút chân lên nhé, cả bốn cái chỉ số này đều là màu xanh này, trong đó VN Index là tăng 1% này, VN 30 là tăng 0,8, còn hai chỉ số index còn lại là tăng 0,26 0,8. Tuy nhiên là khối lượng phiên ngày hôm nay khá thấp nhé, VN Index này khối lượng thấp này, VN 30 này khối lượng trung bình nhé, HNX Index khối lượng thấp nhé, và HNX Index là khối lượng thấp. Thì với cái điểm số cũng như cái khối lượng của chỉ số ngày hôm nay ấy, thì chúng ta thấy rằng là nó cũng có những cái tích cực cho chị nhé, có những cái tích cực nhất định. Và anh chị có thấy là mình cũng có chia sẻ ấy, là khi trong giai đoạn mà chúng ta nhận định thị trường sideways ấy, thì chúng ta được phép cho cái chỉ số index nó lên xuống cái đường trung bình MA 20. Và với phiên hôm nay thì anh chị thấy là VN Index thì vẫn dưới trung bình MA 20 nhé, dưới đường đỏ chưa lên được, nhưng mà VN 30 và ba cái này thì đều lên được rồi nhé. Thì về cơ bản nó vẫn là cái quan điểm trung lập thôi, vẫn là quan điểm trung lập thôi. À, một số cái mã cổ phiếu bị rũ bỏ cái phiên ngày hôm qua mà ở mức mấp mé ở cái vùng hỗ trợ trong nền á, thì hiện nay là cân bằng khá là tốt anh chị ạ nhé. Thì nói chung là cái chiến lược mà chia sẻ với các anh chị ạ, là chúng ta vẫn phải ưu tiên cái quản trị danh mục nhé. Nếu cổ phiếu mà của chúng ta bị rũ bỏ khi thủng MA10 đối với những cổ phiếu chạy và trên nền, và rũ bỏ đối với MA20 đối với những cổ phiếu mà chạy như trong nền, hoặc là các anh chị có thể dùng chính cái vùng hỗ trợ trong nền để các anh chị quản trị danh mục, thì đó cũng là một cách nhé. Mình đều chia sẻ với chị rồi, nhanh là phải nhanh hẳn mà chậm là chậm hẳn, đúng không ạ? Nhanh là chúng ta đúng kịch bản, thấy thấy sai phát là chúng ta phải bán ngay cuối phiên, đúng không ạ? Còn nếu anh chị có thể lì hơn một chút, nhưng mà bao giờ cũng phải dùng cái vùng hỗ trợ của nền nhé, đừng có mà để cho nó thủng phía dưới thì rất là nguy hiểm đấy. À, cái phiên hôm nay thì nhiều anh chị có hỏi là nên mua quay lại cổ phiếu chưa hay có bắt đáy hay không, thì mình cũng nghĩ là chưa. Bởi vì sao? Bởi vì nó vẫn có những cái diện rủi ro nhất định, thị trường thì vẫn ở trong cái giai đoạn trung lập thôi, nhưng mà chưa khuyến nghị quay lại. Bởi vì sao? Các anh chị nhìn thấy này, tất nhiên là cổ phiếu các anh chị giữ thì các anh chị vẫn giữ nhá, nắm giữ cổ phiếu thì vẫn cứ nắm giữ, nhưng mà hôm nay mua mới thì chưa nên mua đấy. Tại sao chưa nên mua? Bởi vì anh chị thấy là nó là trong cái diện sideways có rủi ro, và có một cái nữa đây này, cái số lượng cái cổ phiếu tốt đây này, chị nhìn này, nó chỉ có 246 cổ phiếu thôi, nó vẫn ở phía dưới đây này đấy. Thì bao giờ mà các chị thấy là nó sẽ quay lên, nó cắt được cái đường trung bình của số lượng cổ phiếu tốt đó, lúc đó chúng ta quay vào thì nó sẽ an toàn hơn anh chị nhé. Trung bình cộng của các cái cổ phiếu đó ấy, nó đang ở thủng MA10 dưới mà vẫn trên MA20 này đấy. Nói chung chúng ta vẫn giữ cái quan điểm thận trọng một chút nhé. Về cái ngành các cái dòng cổ phiếu mạnh thì hiện nay là rất là nhiều cái dòng cổ phiếu mà nó đang yếu hơn thị trường chung. Mình đang dùng cái mốc so sánh như này anh chị này, mình đang dùng cái mốc so sánh là ngày 23 tháng 9. Tại sao dùng ngày 23 tháng 9? Bởi vì các anh chị thấy là cái ngày 23 tháng 9 này là cái ngày mà VN Index gặp cái đỉnh, đây chính là đỉnh gần nhất của VN Index nhé, 1352.76, nó cao hơn cái đỉnh này đúng không ạ? Đây là 1352.64, thì mình chính dùng chính cái đỉnh này để mình so sánh nhá. Thì chị thấy là dính cái đỉnh này đối với index ngày hôm nay là nó đang giảm 1% này, VN30 là giảm 0,5% này, trung bình bình quân của index thì có thể nói là 0,75%. Thì đây chính là những cái nhóm ngành mà anh chị thấy là nó đang mạnh hơn thị trường chung này. Như nhỏ lại nhá, anh chị thấy này, do là nó đang ít nên mình copy cả cổ phiếu ở đây cho anh chị xem. Đây là các cái dòng cổ phiếu mạnh, và chính là các cổ phiếu mạnh anh chị thấy có thể dòng công nghệ phần mềm nhá, SGT, FPT nhá, đấy, dịch vụ internet nhá, hàng không nhé, có Vietjet và HVN này đấy, có nước giải khát này, NF này, PVB ống dẫn khí này, phân phối khí đốt CNG và gas này,
Đấy, thăm dò và sản xuất dầu khí BR Oil này nhé, thiết bị dịch vụ khai thác dầu mỏ nhé, đúng không? PVS, PVC và PVD đấy, thì lần sau mình sẽ copy vào đây thì nó sẽ dễ hơn. Lần sau mình sẽ như này, này. Mất lại đúng không? Đấy, hình không chở khách F4 này. Dẫn khí này, dẫn khí đốt này, thăm dò. Đấy, đây những cổ phiếu này. Đấy. Cái file Excel này thì mình sẽ gửi cho các anh chị vào cái nhóm VIP nha anh chị nhé. Thì các anh chị muốn lọc thì các anh chị chỉ cần chọn vào đây thôi. Chọn những cái ngành nào mà giảm ít hơn thị trường chung thì chính là những cái nhóm ngành mạnh nhất, mình vừa chuyển nó qua đây này. Đấy. Đây nhá, thì anh chị thấy là nếu mà các anh chị đang nắm giữ những cái cổ phiếu này này hoặc là thuộc các cái dòng này này thì về cơ bản thì sẽ ok, bởi vì nó đang mạnh hơn thị trường chung nhé. À, đây là danh sách các cổ phiếu cho điểm mua trong phiên theo kênh Slim. Ở đây á thì mình cũng chia sẻ là chưa nên quay lại mua cổ phiếu hoặc bắt đáy, chưa nên quay lại mua cổ phiếu hoặc bắt đáy. Tuy nhiên là nếu anh chị những cái danh sách này này, cái danh sách điểm mua kênh Slim này là danh sách cổ phiếu theo dõi thôi, chưa nên mua vào do yếu tố thị trường chung, chúng ta cần cân nhắc thêm. Tuy nhiên là những cái cổ phiếu này này mà các anh chị đang có sẵn rồi, nếu đã có sẵn rồi thì các anh chị nắm giữ nhé, hoặc là nắm giữ cổ phiếu nhá, thì gồm có API, CNG, GAS, FMC này. Đấy, thì nếu mà thị trường chung đẹp thì chúng ta có thể, đây chính là những cái điểm mua bùng nổ, là những cái cổ phiếu mua điểm mua bùng nổ. Tuy nhiên thị trường chung chưa đẹp thì chúng ta những cổ phiếu này có thì nắm giữ thôi, còn không có thì nên quan sát. À, các cổ phiếu mà kiệt vốn, các cổ phiếu kiệt vốn ở đây thì cũng là nên theo dõi nhá anh chị nhá, nên theo dõi, chưa nên mua vào do yếu tố thị trường chung nhá. Hoặc là nếu anh chị đang nắm giữ những cổ phiếu này thì anh chị vẫn nắm giữ được nhé. Ví dụ như VND này, SHS, VDS, DVP này, DLC, GIL này, PC1 nhá, thì anh chị vẫn nắm giữ được. Đó. Thì khi mà đánh giá các cái cổ phiếu mà nên nắm giữ á, thì mình sẽ chia ra là làm hai nhóm. Một cái nhóm mà chạy rồi á thì chúng ta dùng chạy rồi mà trên nền dùng MA10. Còn chạy rồi mà trong nền thì dùng MA20, và nếu mà ở trong nền thì các anh chị có thể dùng 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 cái vùng hỗ trợ dưới của nền nhé. Thì mình sẽ review một số cái cổ phiếu ở đây theo yêu cầu của anh chị nhé. À thôi, hôm nay mình sẽ chắc là mình sẽ không review đâu, anh chị xem ở trên này này nhé. Anh chị xem đấy, những cổ phiếu nào mà trên MA10, trên MA20 ấy. Về cơ bản nếu anh chị nắm giữ những cổ phiếu này thì các anh chị sẽ ok hơn này, MA10 hoặc MA20 này. Đấy nhá, thì anh chị nắm giữ những cổ phiếu như này này, đấy thì sẽ ổn, hơn. Đây cái danh sách cái cổ phiếu cho bùng mua bùng nổ lúc nãy đây mình có vào đấy thì nó chính là đây này, là chính là mấy cổ phiếu này đấy, hoặc là các cổ phiếu kiệt vốn anh chị xem đây này, đây nó có đây nhé. À, nếu mà các cổ phiếu mà anh chị muốn xem các cổ phiếu kiệt vốn anh chị vào đây này, cổ phiếu kiệt vốn nhé, chọn cổ phiếu xu lên kênh trên nhé. Đấy thì đây là những cổ phiếu mà mình nghĩ là ổn này. Đấy, đấy. Thì trong nhiều cổ phiếu nãy thì mình lọc ra đây một số cổ phiếu ở đây rồi, nó chính là cái danh sách cái cổ này này, anh chị có thể xem. Còn bây giờ nếu mà review thì mình sẽ review cho các anh chị một số những cổ phiếu mà bùng nổ nhé, chọn cổ breakout này. Mình sẽ review theo nhóm ngành luôn để các anh chị thấy nhé. Đây hôm nay có này, IDG này, IDG thì tiếp tục là nó đang chạy nhé, đây là cái nền của nó nhé. Cổ phiếu này mình cũng rất là may mắn, mình cũng có cổ phiếu này và mình vẫn đang nằm giữ nên chị thấy nó vẫn đang rất chạy đúng không ạ. Đấy. Dòng bảo hiểm rất là mạnh nhé, các anh chị thấy đây nó trong nền này, sau khi rút một phiên rút bỏ này, một phiên rút bỏ này thì sáng nay nó đạp xuống đúng không ạ, đạp xuống và nó hết hết lực bán ra, hết lực lực cung nữa, nó lại kéo lên đúng không anh chị. Nếu anh chị mà có cái cổ phiếu như này thì vẫn giữ được nhé, nên nắm giữ ok. Bích này thế này nhé, đây là trong nền này, các anh chị thấy không, hai phía trước là rũ này, đây là rũ lại nó ok, lại kéo lên thì nắm giữ được này. BMI thế nhé, nắm giữ được nhé. Nói chung dòng bảo hiểm thì lại là ổn nhé, nói chung mấy cổ phiếu bảo hiểm thì rất là ổn này. Chứng khoán APS thì ok nhé, nắm giữ được nhé. API này hôm nay là điểm mua bùng nổ nhé, mình vừa nói rồi đúng không? Điểm mua bùng nổ nhưng mà chúng ta không nên mua.
nắm giữ thôi. Đấy, BMC nhá thì là đây là nền này chạy nước rút này, rút này. Cổ phiếu này thì không an toàn cho lắm, không an toàn cho lắm, nhưng tuy nhiên nếu anh chị mà chả may mà vẫn nắm giữ thì mình nghĩ là nó vẫn có thể lên được, nhưng mà nó diện rủi ro khá cao. THT nhá thì đây là này, rút này. Thì sáng nay nó lại kéo lại nhá, thì nó đang cân bằng rồi, cổ phiếu đang cân bằng. Đấy, trong dòng than này này, dòng khai thác than này này. Đấy, nó đang mang tính đầu cơ rất là cao, rất nhiều anh chị mua ở những cái phiên như này thì các anh chị đang lỗ khá là lớn, nhưng mà mình thấy là cái lực rơi nó cũng giảm rồi đấy. Như này là THT là dùng rơi giảm nhá, T6 các anh chị thì sáng nay nó rũ xuống đúng không, rũ xuống đến gần MA20 đúng không, xong nó lại kéo lên trần đúng không, 9,9% và đóng trên MA10, thì mình nghĩ là như này nó vẫn có thể lên được đấy. Không khuyến nghị mua đâu nhá, không khuyến nghị mua vì dính T3 rất nguy hiểm đấy. Anh chị nào mà vẫn chẳng may vẫn còn giữ cái dòng than này thì mình nghĩ là nó vẫn giữ được nhá, nếu đang giữ thì vẫn giữ được, còn mua thì không nên mua. TDN lại thế này, nếu còn giữ thì vẫn giữ được nhá. Một là chạy, các anh chị phải chạy rất sớm. Ví dụ dòng than này nhiều anh chị cứ bảo là anh chị kêu là các anh chị bị lỗ, nhưng mà mình nói rồi, nguyên tắc nhé là chúng ta, ví dụ cổ phiếu này các anh chị này, nó đang chạy đúng không, thậm chí đây là chạy nước rút đúng không ạ, chạy nước rút thì đương nhiên là các anh chị phải chốt lời rồi. Mà chẳng may anh chị nào mà vẫn còn đu ở trên đỉnh như này đúng không ạ, thì mình đã nói rồi, những cổ phiếu mà chạy rồi thì sao, thủng MA10 thì chúng ta phải bán, thì chúng ta phải bán rất nhanh cái phiên ngày hôm qua đúng không ạ, đấy là nguyên tắc phải bán thôi. Còn sau đấy cổ phiếu nó có thể xuống tiếp hoặc có thể lên tiếp thì đấy nó là một cái câu chuyện khác nhé. Chúng ta không nên đi sa đà quá trong việc phán đoán cổ phiếu, các thứ nó sẽ bị sa đà. Tuy nhiên là đến ngày hôm nay với như này, nó hồi phục như này thì mình nghĩ là nó vẫn còn cái cơ hội để lên tiếp. Đấy, mua thì sẽ rủi ro T3, nhưng nắm giữ thì nếu chưa bán thì vẫn nắm giữ được. TDN lại thế này nhá, chúng mấy cổ phiếu than đều giống nhau đấy, hôm nay rũ xuống kéo lên này, đấy rũ xuống kéo lên này. CST nhá, CST này nhá, hôm qua rũ xuống này, này rũ kéo lên nhá. Dòng dầu khí có dòng tiền vào nhá, anh chị thấy này đúng không, đều đường trung bình về khối lượng đang dựng lên này này đúng không. Đấy, gas này ok này, gas này có thể coi là để mua bùng nổ đó nhé, khối lượng 4 triệu đấy nhá, rất là lớn đấy. Gas này trong cái danh sách này có điều mua bùng nổ này, gas này đúng không ạ. Đấy, CNG nhé, CNG điểm mua bùng nổ đấy nhé. Nha, mình nói rằng đây điểm mua bùng nổ nhưng mà chúng ta không nên mua nhé, chúng ta chưa nên mua. Nếu mà sau một vài hôm thị trường mà nó ok hơn mà cổ phiếu này test lại thì chúng ta sẽ mua các cái điểm test. FMC này điểm mua bùng nổ đấy nhé, FMC là ok đấy. BR nhé là cũng là một điểm bùng nổ đấy, nhưng mà nó vẫn còn những cái kháng cự ở phía trên này, nhưng mà đây là dòng tiền vào nhé. Vào. Oi này thế này, dòng tiền vào này, Hòa Phát nhé, Hòa Phát khối lượng hơi thiếu thôi, nhưng hôm nay nếu Hòa Phát thoát hẳn lên thì là lật lại là đẹp. TNS cái okay nhá, rũ xuống hôm qua nhá, hôm qua là phiên shake out, hôm nay mua lại thôi, cái vùng nền này vẽ nó rộng ra một chút anh chị nhá. Đấy, cái này thì chết, nếu nền đây nó là 13% là sẽ vẽ tiếp thì hơi rộng đấy, 23%. TLH nhá, đáy thép thế này, qua rũ bỏ này, hôm nay hôm qua shake out, hôm nay mua lại này. PVD nhá, PVS nhá, PVS bùng nổ nhưng khối lượng thấp nhá, tăng ít. Nói chung dòng dầu khí chúng ta có thể quan sát rồi trong thời gian sắp tới chị nhé. Còn một số cái cổ phiếu mà mình nói trong sách trong này này thì chị có thể vào xem cái cổ phiếu bên đây. Một số anh chị hỏi đây mình sẽ review những cổ phiếu xu lên kênh trên cho các anh chị xem nhé. Đây anh chị thấy những cổ phiếu như thế này này, những cổ phiếu như thế này là những cổ phiếu xu lên kênh trên nhé, và đang ở trong nền nhé. Ví dụ như này này, FCN này, ở đâu, HDC này, bất động sản trước nhé, bất động sản là cổ phiếu này vẫn ok nhé. NTL nhé thì rũ này, cái này vẽ nó rộng ra một chút đi. Đây chị nhìn đấy đúng không, sau cái rũ này, rũ đến về đến phần và phần hỗ trợ của nó này đúng không, viên chị giữ những cổ phiếu này chị giữ được nhá. HDC ok này, NTL ok này nhá, cổ phiếu này thì rủi ro một chút này vì nó rũ hơi sâu đúng không ạ, nhưng mà khối lượng nó rất là kiệt rồi nhá, như thế này thì nó vẫn vẫn ok giữ được nhá. Đấy này thế này,
PCI này cũng rũ xuống kéo lên này. Đây là những cái spring thôi nhé, giữ thôi, mình chưa nói là mua, mình nói là giữ. AGR thế này, SHS thế này, rũ xuống này, hôm nay là đạp xuống không được kéo lên này, đúng không? Đấy, ok, những cổ phiếu VND này các thứ này đều giữ được nhé. BVS thế nhé, BWE này giữ được nhé, CKG này ok nhé, SKG này ok nhé, chỉ SKG này khối lượng, đây là các chị tưởng tượng như này nhá, đây là cái nền của nó, đây một nền này đúng không ạ, sau khi cổ phiếu này chạy nó được, nó lên đây giờ nó tích lũy lại. SKG này nếu mà khối lượng kiệt này, kiệt dần này, hôm nay rũ xuống này kéo lên này, cổ phiếu SKG này cũng có thể các chị nếu mà thị trường đẹp là SKG này mua được anh nhé. SKG này là cũng đẹp phết đấy, trong này có SKG không nhỉ, trong này không có SKG nhưng mà có thể cho SKG vào đây nhé chị nhé, cho thêm SKG vào đây cũng đẹp. Đấy, GMD đẹp nhé, GMD nhìn này, đây là nền của nó đây chạy nhá, thoát nền nhá, rũ xuống nhá đúng không ạ, kiệt vôn nhá, hôm nay xuống không được nhá, kéo lên nhá, kiệt vôn. GMD đẹp đấy, này nhiều cổ phiếu đẹp mà. KSB nhé, KSB cũng thế nhá. Đấy, TNT này đẹp này, TC6 này thì vừa nói rồi đúng không ạ, lên được. VSC này thế nhá, VSC này đây, chạy lên này, rũ xuống này, rũ không được kéo lên này, đấy rất nhiều cổ phiếu cũng đẹp. TVC này ok này, TLG ok này, GIL này ok này, đúng không? LS này ok này, VOC ok này, TVN ok này, đấy, Hoa Sen ok nhé, TNS ok nhé, BCC này ok nhé, cổ này ok nhá. VIP này thì sau một nhịp chạy nước rút rồi thì đang rơi, rơi này cổ phiếu này tại biển mà nó đồ thị giống như dòng khai thác than nhé. Đúng không? Chị thấy những cổ phiếu như này thì khả năng vẫn có thể lên được đấy, cái này nếu có thể kéo xuống lên tận đây thì vẫn ok nhé. Cổ phiếu này thì rụng sâu quá rồi thì bỏ qua. LCG này thì vẫn ok nhé, FCN này ok nhé, thằng Lick này, LIG này ok nhé, này à, ok nhé, C4G ok nhé, IDC này vẫn ok nhé, FRT này ok nhé, SCR này ok nhé, NDN này ok nhé, cái gì đây nhỉ, thằng TV2 này thì hơi sâu anh chị nhé, nếu mà anh chị lúc đầu nếu xác định chúng ta phải vẽ cái nền đây này, còn nếu anh chị vẽ ra đây thì lại rộng quá. Đấy nhé, SGT vẫn đang chạy nhé, thằng này thế nhá, giúp bỏ kéo lên nhé, DLGS này ok nhé, thằng SSI ok nhé, ORS ok nhé, đấy những cổ phiếu như này là ok nhé, VDS này, CRE này, TCD này, DVP này, đấy, LAS này ok này, VPG ok này, đấy, DLC ok này, những thằng này ok nhé, EVF ok, MSH ok này, rất nhiều cổ phiếu vẫn ok anh chị nhé. Đấy, QTP này ok này, GG này ok này, HMC ok này, đấy, thằng PAT này ok này, C32 này ok này, chúng các cổ phiếu anh chị nhìn thấy nó như khối lượng như thế đều ok nhé, kể DPR này ok này, BMC này ok này, T đây là ok này, đấy, nói chung là khá nhiều cổ phiếu ok anh chị nhé. Đấy, TBD này, RI này ok, RI rũ hôm qua hơi mạnh rồi, RI này thì mình theo dõi thêm nhé, hôm qua rũ mạnh quá. MC thì nay mua bùng nổ nhé, NKG ok nhé, NKG ok nhé, TLH này ok nhé, rũ xuống đúng hôm qua check out xuống nay mua lại ok nhé, HT1 ok nhé, trong nền nhé, rũ rũ hết rồi, này rũ xuống kéo lên. Đấy, thằng PPP này ok nhé. Đấy, AS này thì vẫn chạy nhá. VN này thì rơi rồi. Đấy, thằng này này thì HVN nhá. Hôm trước trong danh sách chúng ta có danh sách cổ phiếu kiệt vốn đúng không ạ? Thì hôm nay nó đang ở vùng hỗ trợ thôi nhá. Chưa có gì mới à. TR này vẫn chạy nhá. VNH vẫn chạy nhá. VNA này thì
Việt Vôn rồi. Đó, hết rồi. Chị nhé, đó là các cổ phiếu theo mình thấy là nó đang khá là đẹp. Còn những cổ phiếu còn lại thì cũng không xem hết được, bởi vì chỉ một số anh chị hỏi một số cổ phiếu thì nó cũng nằm ở trong cái list đây thôi. Anh chị nhé. Thế anh chị có cái câu hỏi nào thì các anh chị vui lòng comment thêm bổ sung ở phía dưới của cái video, mình sẽ trả lời trực tiếp ở trên cái comment trên YouTube anh chị nhé. Các anh chị vui lòng subscribe kênh để nhận các cái bản tin mới nhất từ kênh. Ok, chào và tạm biệt các anh chị. Chúc các anh chị buổi tối vui vẻ.